ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người ở quán karaoke An Phú, thành phố Tân An. Đây là quán karaoke từng bị cháy khiến 32 người chết cách đây hơn 2 năm. Thông tin ban đầu, vào ngày 15 tháng 10, một nam thanh niên làm nghề YouTuber quay video khám phá tại đây thì phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn. Quá hoảng sợ, người này đã chạy về và trình báo công an vào sáng ngày 16 tháng 10. Người dân cho biết một phần cánh tay thi thể được tìm thấy trên sàn nhà, còn người nạn nhân bị rớt xuống hố, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, nghi ngờ chết cách đây khoảng một tháng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, nghi người nước ngoài. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi để thực hiện công tác giám định pháp y. Theo nhận định, thi thể mới phát hiện này không liên quan đến vụ cháy karaoke vào tháng 9 năm 2022. Thời điểm xảy ra vụ cháy, công an đã khám nghiệm kiểm tra rất kỹ hiện trường, xác định số người thiệt mạng là 32. Hiện trường sau đó cũng được niêm phong, nhưng thời gian gần đây cửa bị bung ra, một số người đã ra vào. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.